Lý do khiến Avatar hay ăn khách nhất các rạp chiếu phim. Bom tấn Avatar, dòng chảy của nước, Avatar 2 của James Cameron cán mốc 1,5 tỷ USD toàn cầu sau hơn nửa tháng phát hành. Tại Việt Nam, bom tấn của đạo diễn James Cameron dễ dàng trở thành phim chiếu rạp ăn khách nhất 2022 với doanh số tính đến ngày 6/1 gần 240 tỷ đồng. Vì sao thành công? Cơn sốt Avatar 2 áp đảo các bộ phim ra rạp cùng thời điểm, với tỷ lệ khán giả đến rạp tuần thứ hai còn cao hơn tuần đầu ra mắt. Các nhà quan sát nhận định Avatar 2 có khả năng cán mốc 2 tỷ USD doanh thu toàn cầu trong năm 2023. Khi nhiều người đã thưởng thức và biết về nội dung bộ phim thì câu hỏi được đặt ra là vì sao Avatar tiếp tục thành công đến vậy? Tuy không mang tính cách mạng như bộ phim đầu tiên, Avatar 2 vẫn là một bộ phim 3D chỉn chu nhất được xây dựng bằng công nghệ tiên tiến vượt bậc. Tốc độ 48 khung hình trên giây mang đến cho khán giả sự chân thực hơn so với 24 khung hình trên giây tiêu chuẩn. Về mặt khách quan, số lượng rạp chiếu 3D không bị hạn chế như xưa cũng là một yếu tố giúp nhiều khán giả dễ dàng tiếp cận bộ phim do không phải khổ sở, đặt vé như 13 năm trước. Đối với những bộ phim có kỹ xảo và đầu tư hoành tráng như Avatar 2, khán giả càng muốn thưởng thức các định dạng đặc biệt tại rạp. Hơn nữa, giờ đây có thêm rạp chiếu IMAX, 4DX và Screen giúp họ thưởng thức tuyệt tác này thêm sinh động hơn. Nhiều khán giả đã đi xem Avatar 2 với nhiều định dạng khác nhau để có những trải nghiệm đủ đầy về siêu phẩm này, giúp phim tăng doanh thu phòng vé. Avatar 2 là tác phẩm kết hợp thành công giữa công nghệ với trí tưởng tượng và sự đóng góp chi tiết của mọi bộ phận. Quan trọng nhất chính là sự chân thành trong niềm tin về việc tạo nên một kiệt tác điện ảnh của Cameron vào thế giới kỳ ảo, khiến nó trở nên đáng nhớ. Tạp chí Hollywood Reporter. Nội dung tranh cãi. Bộ phim với kinh phí đầu tư ước tính trên 350 triệu USD này sẽ không thể chinh phục khán giả nếu thiếu đi phần hồn. Mặc dù nội dung gây tranh cãi, người khen, kẻ chê, song rõ ràng Avatar 2 được nghiên cứu kỹ về kịch bản, thiên về hướng chiều theo thị hiếu và tâm lý người xem muốn gì, cần gì ở một bộ phim giải trí và đáp ứng nhu cầu thỏa mãn từ số đông. James Cameron nghiên cứu sâu về biển cả với hàng loạt phim tài liệu về đại dương trong quá khứ, đặc biệt qua hai tác phẩm điện ảnh vực thẳm, Thẻ Abyss và Titanic. Cảm xúc của khán giả khi xem những bộ phim về đại dương của đạo diễn người Canada rất thật khi được chia sẻ sự say mê với môi trường biển xanh hoang sơ, đầy sức mạnh, huy hoàng và bí ẩn như câu thoại của Syria trong phim, nước không có bắt đầu và không có kết thúc, nước dung hòa mọi thứ. Những bộ phim ăn khách nhất Việt Nam 2022, Avatar, dòng chảy của nước, 205 tỷ đồng, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 200,5 tỷ đồng. Minion, sự trỗi dậy của Gru, 199,7 tỷ đồng. Bỗng dưng trúng số, phim Hàn Quốc, 176,6 tỷ đồng. Thor, tình yêu và sấm sét, 119,5 tỷ đồng. Một sự trùng hợp, cây linh hồn của thủy tộc Medkainas tương đồng về ý nghĩa với cây linh hồn của tộc người Omachikeas. Dù trên cạn hay dưới biển, tính linh thiêng của hệ động thực vật phản ánh sự tôn kính tự nhiên của người Na'vi. Theo dõi từng bước đi của các nhân vật Sully, Nititi và những đứa trẻ, bất cứ khán giả nào cũng sẽ thấy bản thân mình trong đó. Nhờ thông điệp đầy ý nghĩa về môi trường và gia đình, bộ phim thuyết phục khán giả có thể xem lại lần hai, lần ba để thẩm thấu hơn nhiều tầng lớp nghĩa nhân văn sau khi đã mãn nhãn trong lần xem đầu. Phim Nhà bà nữ khó đạt doanh thu lớn. Sau rất nhiều năm, top 5 phòng vé vắng bóng phim Việt. Lý do thứ nhất là thị trường phim Việt chỉ mới phục hồi 60% sau 2 năm dịch bệnh COVID-19, nhưng lý do quan trọng là năm qua không có phim Việt thật sự hay. Trái lại có rất nhiều thảm họa phòng vé khiến khán giả trong nước quay lưng. Bộ phim ăn khách nhất Việt Nam 2022 là Em và Trịnh chỉ đứng thứ 6 trong danh sách tổng hợp khi thu về 97 tỷ đồng. Còn Bẫy ngọt ngào đứng thứ 8 trong danh sách với 83 tỷ đồng. Đó là hai phim Việt trong top 10. Tết Quý Mão năm nay có 3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết là Nhà bà nữ, Chị em 2 và Siêu lừa gặp siêu lầy. Nhà bà nữ là phim thể loại tâm lý gia đình và hài hước xem ra rất phù hợp không khí ngày Tết. Tuy vậy, giới quan sát đánh giá, tác phẩm điện ảnh mà Trấn Thành vừa làm nhà sản xuất, vừa làm đạo diễn kiêm diễn viên sẽ khó lòng gặt hái doanh thu khủng.